Chiếc khẩu trang chống giọt bắn tốt nhất hiện nay mà bạn nào cũng nên sở hữu nha. Một bộ sẽ có 3 cái và được tặng thêm điểm mũi giúp cho khẩu trang được khít hơn và đeo lâu sẽ không bị đau mũi. Bây giờ thì mình sẽ xịt nước để test thử cái độ chống giọt bắn của nó như thế nào. Trên bao bì thì bảo là khẩu trang sẽ có 6 lớp chống bụi mịn và giọt bắn. Và mình đã cắt ra đếm thử thì nó có đủ 6 lớp nha mọi người. Nên là giọt bắn hoàn toàn không có bị thấm vào bên trong luôn. Và test thử cái phần dây đeo thì khá là chắc chắn luôn nha. Phần khẩu trang đeo lên thì ôm sát vào mặt rất là kín. Đúng là mới khẩu trang đáng để cho mọi người thử nha.